Ok này, hello xin chào tất cả anh em một lần nữa nha. Bây giờ thì Khải sẽ vừa rồi Khải đổi xu rồi. Bây giờ Khải về Tương Dương trung tâm mà tiếp tục đổi thành phẩm luôn anh em ơi. Tầm này nguyên liệu mới ra hôm qua á, nguyên liệu sợ không đủ anh em ơi. Cỡ cả điểm tống kim này nó không có. Với lại điểm tống kim tầm này cứ 10k khoảng 200 xu thì tốn hết 150k, thì tốn hết 3 kim và kèm với nguyên liệu này nọ các kiểu thì chi phí ép cũng mua hết 14 kim anh em. Nên là mình mua nhanh luôn 14 kim cho nó lẹ nha anh em. Đó. Khỏi phải mua ngoài vậy anh em ơi. 14 kim khoảng 1 triệu nha Ngọc Lưu Minh ơi. Khoảng 1 triệu nha người anh em ơi. Mua order là 1 triệu nha. Rồi ok này. Bây giờ thì hiện tại đã có mày bán sẵn trong người rồi. Nước anh em ơi. Úi, phương tường full luôn. Ok, full thì ý trời đã định rồi anh em ơi. Cho mình đẩy vào châu Thiên Trắng. Ok. Nước. Bắt đầu Phi Vân. Anh em đang xem thì đừng quên đỡ lại cho video này một like, chia sẻ, ủng hộ cho, và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ nha anh em ơi. Và Khải thì hay livestream vào lúc 7 giờ 30 phút tối hàng ngày anh em ơi, và hay up video vào lúc 11 giờ trưa anh em. Ai cha cha. Có một cái bút rồi. Hồi xưa thì Khải có hay live buổi trưa nữa, nhưng mà điều tầm này trưa Khải bận nhiều việc quá, Khải không lên nổi buổi trưa anh em ơi. Được một cái bút anh em ơi. Một cái bút này thì hiện tại khoảng 1.5 triệu nha, 1.5 anh em ơi. Rồi, được 1.5 rồi. 100 cái đầu tiên. Kiếm còn 2 cái bút, 2 cái sách là đẹp nè. Một viên tinh hồng, khoảng 500 xu. Một cục hồng binh thạch, ấy xa tiền về. Ôi sức thú anh em, độ tướng sức phi dân. Tiền về, hồng binh thạch. Ai xúc bi em. Hồng binh thạch em ơi, đừng cục hồng binh thạch canh năm. Ngon lành cành đào rồi nha. Rồi hôm qua mình ăn không có hồng binh thạch, hôm nay được hồng binh thạch ngon quá. Rồi hết 200 cái này. Một tên tiên thổ lộ qua thành đồ đông. Ngon. Hello anh em mới vô nha. Anh em mới vô trong một lan hồ chơi anh em ơi. Hello Văn Bảo Hưng, hello Thành Tuấn, hello Việt Lưu, Hình Tài, hello. Hello tất cả anh em mới vô nha. Chúc anh em buổi tối xem live dễ anh em ơi. Tiếp tục cuộc event anh em ơi. Sao cái ban đi Thành Tuấn đi, inbox cho Khải đi Thành Tuấn đi. Inbox cho Khải đi rồi Khải nói chuyện. Rồi mua như thế nào. Hello Thiện Nhân nha. Hello anh em mới vô. Con game mi này của người ông anh nhờ Khải cắm treo dùm anh em. Một bình Phúc Duyên Đại. Quên, một bình Quốc Tử Đại. Anh em mới vô trong một like anh em ơi. Mới vô cho Khải một like hồi chơi nha. Thiếu 5 đợi tối đi Việt Blue ơi. Thiếu 5 đợi tối. Tiếp tục một bình Đại. Bình Quốc Tử Đại. Đó, một cuốn sách luôn, đẹp luôn. Rồi, cố gắng hai bộ sách, 2 bộ bút là đẹp anh em ơi. Mới tầm này được 2 sách, 1 sách 1 bút rồi, ngon lành này. Hello Nguyễn Trần nha. Ok Lâm Nguyễn ơi, hello Lâm Nguyễn nha. Chúc thằng em mình vần may mắn. Ok anh em ơi. Mua gì đây? Thiết là hả? Nước luôn. Một event này thì một lần ăn là 1 triệu đó anh em, 14 kim là 1 triệu nha anh em. Úp chủ yếu là úp cấp này nọ rồi, được vật phẩm nào thì tính tiếp nha anh em. Một sugar, một phú viên, quên một bình quốc tử nữa. Thì tinh hồng này chưa thấy nha. Bút sách cũng được, bút sách rồi phi dân luôn em ơi. Bút sách phi dân là ngon. Bút sách phi dân là ngon. Thanh Tuấn có inbox là Khải lần nào chưa ta? Là giờ inbox thì nhắn ra thì nhắn chờ hả? Thành Tuấn inbox vào cái Facebook cá nhân của Khải nhé Thành Tuấn ơi. Cái fanpage này Khải không có trực tiếp online đâu. Fanpage này thì trực tiếp inbox vào adder nha. Còn cái link Facebook của Khải trực tiếp vào cá nhân của Khải là Trần Nguyễn Duy Khải á. Lên kênh YouTube thì có link YouTube của Khải nha. Quên có cái link Facebook của Khải cá nhân nha. Facebook cá nhân thì Khải trả lời nhanh hơn anh em. Còn bên fanpage thì Khải ít online lắm. Bên fanpage thì có bên đội hỗ trợ họ làm bên đó anh em. Thiết là hãng, ôi 2 thiết là hãng luôn. Hello Nguyễn Hiển nha. Ôi cho toàn Quốc Tử Đại không người ta. Đâu, thêm một cuốn sách nữa rồi, ngon lành cành đào, làm một cái bút nữa đây. Đó, hôm nay là mình cũng là ngày gần 20 tháng 11 rồi, có gì hơn. Đó, cố gắng tìm bút sách rồi đỡ tặng cô tặng thầy anh em à. Như đây, một tiền lộ nữa. Hello thời gian chơi. Hello anh em. Tranh chỗ nào là dài vậy? Lúc nãy tôi Khải tranh ở mặt cốc này em ơi, nãy Khải tranh ở mặt cốc nè. Rồi hết 500 cái này, hết 500 cái này. Tìm cái bút nữa cho hợp lý này. Tìm cái bút nó hợp lý luôn. Bút đâu? Làm cái bút nó cho đủ 2 bộ. hai bộ, một cái này. Trời ơi. Tính ra 14 kim nhưng mà anh bán lại cũng hơn 10 kim. Nếu mà may mắn có thể hơn 10 kim bình thường mà anh em. Anh Evan úp cấp này nọ, không úp cấp này lấy gì mà đánh đây. Ui sao toàn cái quá tủ đại không vậy? Thì tin chưa có giếng nào luôn em ơi. Ảo tung chảo luôn em. Trời ơi, sắp mặt rồi. Ảo tung chảo luôn em ơi. Mảnh ngựa Phi Vân còn hiếm không có cái mảnh nào luôn. Quay bình kinh này đó, Khải mới quay bình kinh này. Trời ơi, cái gì vậy? Gần 700 cái rồi mà chùi lũi anh em. Ton rồi, con này chắc ton sắp mặt rồi. Con cái mi này chắc ton sắp mặt rồi. Ôi trời ơi, toàn gì đâu không, chết 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 chết. Đủ, chết. Ôi, sách nữa. Ok, tìm cái bút không cho sách ta, 3 sách rồi. Quá tử đại, tiền thô lộ. Không có viên thì tính rồi luôn. What the hell. Một bình thuốc viên. Lên cấp 91. Trời ơi, cái gì mà đang thui lùi vậy anh em? Trời ơi, không có thị tinh luôn. Hello Hoàng Minh em ơi, giờ vào chơi ăn mát Vinh nhiều hả? Không biết em ơi, tùy cấp thôi em. Thì đừng cấp thôi, một lần ăn Vinh thì khoảng 700 triệu à, ít mà, có 700 triệu thôi. Trời ơi, không có một viên thị tinh nào luôn. What the hell. Cái gì ảo tung chảo vậy ta? Không có một viên thị tinh nào luôn em ơi. Vãi cánh rồi. Thôi xong. Còn 100 cái nữa thôi mà không có viên thị tinh luôn. Sách nữa. Rồi xong. Không có một viên thị tinh luôn. Vãi cả linh. Không có một viên thị tinh luôn. Rồi xong, lỗ sắp mặt rồi. Dài thì lỗ sắp mặt rồi. Được mấy viên cũng lộ đây. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 rồi 300 xu. Vãi ơi, 300 xu. Rồi mấy bên này tương đương 100 xu bên này. 1 2 3 4 5 6 7 8 là một 8 với 300 xu là 1k1. Trời ơi, gì đen chiếu trời. K1 mời mấy cái này là cuốn này là một kim một cuốn, 4 cuốn đi là 5k1 với cái bút này khoảng 1k rưỡi đi là 6k6. Rồi 6k6 rồi. 6k6 rồi, được gì nữa không? Đây, viên tinh hồng nữa. Viên tinh hồng 500 xu đi. Cho 400 xu đi, 7k. Rồi 7k thu hoạch được 7k. Còn mấy cái này, đây. Thêm một hống minh thạch 1k rưỡi nữa là 8k rưỡi. Còn mảnh sách tố này thì không biết bao nhiêu rồi em ơi. 8k rưỡi rồi em ơi, 8k rưỡi rồi. Đồ, sắp mặt rồi, nút cái cuối cùng. Được cục sinh lực 8k rưỡi. 2 cục hống binh, ai chà. Lên được 1k5 nữa là được tròn 10k. Tròn 10k tính ra lỗ anh em à, lỗ 4k em ơi. Cái cuốn sách tố này không biết được bao nhiêu nha, lỗ 4k rồi. Lỗ 4k. Ok anh em, rồi ok là Khải cắn luôn em ơi. Lỗ 4k nha anh em. Rồi, nốt, đó. Còn hai cái này đã bán lại này, đấy. Lỗ 4 kim anh em ơi. Sắp mạch. Tưởng lời anh ngờ lỗ sắp mạch anh em ơi. Hai hông binh được 3 kim này, nói chung là rồi được nhiêu đó thôi. Tính ra lỗ 4 kim anh em ơi, lỗ 4 kim úp được mất cấp, úp được một cấp hơn. Úp được một cấp hơn anh em ơi. Rồi. Ok anh em ơi, nói chung thì theo khả tính vừa rồi chỉ thu được khoảng tầm 10 kim anh em ơi. Và lỗ 4 kim nhưng mà thu là được kinh nghiệm nha anh em, thu là được hơn gần 1 tỷ kinh nghiệm. Đó, gần 1 tỷ kinh nghiệm thì up được một cấp hơn. Rồi tí nữa rảnh Khải sẽ anh còn thiếu 5 nữa cho anh em xem nha. Đồ đen quá anh em ơi. Quá nhỏ luôn. Quá nhỏ. Ok anh em xem video đừng quên để lại một like, chia sẻ, ủng hộ chơi anh em ơi. Đừng quên cho Khải một đăng ký kênh ủng hộ nha. Và bây giờ thì Khải